Trước khi Mai Phương qua đời, bạn trai cũ cũng chính là cha ruột của con gái cố diễn viên Phùng Ngọc Huy nhiều lần bị chỉ trích vì nghi án bội bạc. Tuy nhiên đến nay, sự tình đã rõ, nam ca sĩ hoàn toàn không xấu xa, tồi tệ như đồn đại. Ngược lại, Phùng Ngọc Huy đã chứng tỏ mình là người đàn ông cực kỳ tử tế, đàng hoàng, chu đáo khi đã hoàn thành mọi thủ tục để trong tương lai gần nhất sẽ đưa bé Lavia sang Mỹ sống cùng. Phùng Ngọc Huy xác định kể từ bây giờ, Lavia chính là nhân vật quan trọng nhất trong cuộc đời của anh, hai cha con sẽ cùng nương tựa nhau để sống. Chẳng vì thế mà hai tuần trước khi Mai Phương qua đời, Phùng Ngọc Huy như dự cảm được điểm xấu. Anh sát sao hơn trong việc theo dõi con gái. Nam ca sĩ chăm chỉ cập nhật tình hình của Lavia qua Facebook của bản thân Mai Phương. Phùng Ngọc Huy đã để lại bình luận: "Cảm ơn em khi thấy con gái đang chơi đùa cùng bé Bắp, con trai Bảo Như." Rõ ràng anh giữ mối quan hệ cực kỳ gần gũi với cả những người xung quanh Mai Phương, chứ không chỉ riêng hai mẹ con. Cách đây không lâu, Phùng Ngọc Huy đã chính thức thông báo về việc sẽ toàn quyền nuôi dưỡng bé Lavia. Do hiện tại, nam ca sĩ chưa thể về Việt Nam ngay được, nên anh đã nhờ bố mẹ thường xuyên lui tới chăm sóc cho Lavia hộ mình một thời gian.